tí nhá. Về sẽ có 8 topic tương tự như thế này cơ. CTRL. Nào, CTRL là gì em ơi? CTRL là gì? Thái. Cư dân luôn, hiểu vấn đề không? Cư dân thành phố. Tiếp. Pedestrian là gì? Không phải. Người đi bộ. Tại thì này, no, ok. Beggar là? Đúng. Anh đúng rồi, người ăn xin. Tiếp nào, cái thằng tiếp là tourist destination là gì nào? À, điểm thu hút khách du lịch. Đúng rồi, tourist destination đúng chưa? Này có điểm thu hút khách du lịch đúng không? Tiếp, place of interest là gì? Người đọc sau rồi. Ok. Tourist destination là điểm thu hút khách du lịch đúng chưa? Thế place of interest là gì hả Khánh? À, nơi ở của kiểu hoàng tộc đúng không? Địa điểm thú vị à? Không phải thú vị. Vẫn là nơi thu hút khách du lịch thôi. Địa điểm gọi là danh lam thắng cảnh thôi, ok chưa? Sao chị em bảo đây là địa điểm thú vị mà. What? Nên ở internet xem là địa điểm thú vị mà. Thế anh hỏi thử em, thế place of interest cụ thể điểm thú vị đấy là điểm nào? Điểm thú vị dân. Thì đó là phải là gì là điểm thu chứ sao là điểm thú vị? Đúng không? Chuẩn không? Nó là điểm, nó đơn giản cái điểm này ấy, nếu mà dịch nó phải là dịch là điểm thu hút, được chưa? Điểm thu hút, được chưa? Nó là điểm, hoặc là điểm du lịch, hiểu vấn đề không? Đúng không? Du lịch. Còn nếu mà dịch là điểm thú vị thì đó là điểm nào? Em thử liệt kê cho anh thử cái điểm đấy. Yes. Đúng không? Thì đấy phải là điểm thu hút khách du lịch không? Có chuẩn không? Spectacular view là gì? Thái. Đúng. Tiếp. Gentle landscape. Hả? Gentle landscape là gì? Hả em Khánh, nhớ không? Đơn giản cái này là một cái phong cảnh làm sao đây? Nó là cái phong cảnh gọi là người ta gọi là khung cảnh hiền hòa đúng không? Đúng chưa? Khung cảnh hiền hòa đúng không? Hoặc là phong cảnh quen thuộc, ok chưa? Ghi vào đi Khánh ơi. Tiếp, nhìn cho anh này. Beauty spot là điểm gì? Điểm gì? Hả? Chúng mình là còn là cũng là danh là thắng cảnh thôi, được chưa? Điểm đẹp, ok, nó đúng dịch chay là điểm đẹp, ok, nhưng nó danh thắng cảnh thôi. Là property price thì Khánh ơi, cái này nhớ không? Giá nhà. Price là giá đúng không em? Property bất động sản chuẩn chưa, đây là giá nhà chưa? Là breathtaking view thì này phải biết đấy. Scenery là khoa học à? Scenery là phong cảnh. Đây là phong cảnh gì? Phong cảnh chữ tình. Phong cảnh đẹp choáng ngợp. Được chưa? Đẹp breath là hơi thở đúng không? Đẹp với đôi em không thể thở ra đúng không? Đẹp kiểu choáng ngợp. Relax này hoặc là slower pace of life. Pace of life là gì em có biết không? Pace of life em hiểu anh là nhịp sống. Ok không? Vậy đây có thể là nhịp sống thư giãn là nhịp sống chậm, ok chưa? Ok không? Ừ. Nhìn tiếp cho anh này, tranquility là gì? Cái này phải biết. Là gì? Không phải, từ này bằng từ peaceful em ạ. Thế peaceful là gì không? Yên bình. Được chưa? Đúng này, anh đều ghi ở đây rồi nha. Anh sẽ up lên cái phần bảng tin nhá. Thế ai mà không ghi kịp thì về đọc lại một lần nữa nhá. Này anh hỏi tiếp. Nào khoa phần facility nào. Nào facility nào có một. Recreational facility là cái gì? Hả? Là gì? Recreational facility là gì? Đây là gì đây? Cơ sở, đây là giải trí, được chưa? Giải trí. Gallery là gì em ơi? Không phải. Triển lãm tranh. Đúng, nó là triển lãm. Tiếp, square. Triển trở nặng này. TR. Square là gì em ơi? Là mạng nhện đúng không? Không phải. Quảng trường. Có biết New York Square không? Quảng trường New York đúng không? Đúng là nếu square dịch ra nghĩa là kiểu nó là kiểu hình vuông ấy. Square là quảng trường. Department store là gì em ơi? Là bách hóa xanh. Đúng rồi, cửa hàng bách hóa chuẩn. Grocery store là? Là cửa hàng bách hóa nhỏ. Đúng rồi, nó là cửa hàng nhỏ đấy. Cửa hàng nhỏ chính xác.
đi bắt mà sao em hiểu này, nó là cái cửa hàng mà bán tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đúng không, như kiểu nó là Vinmart ấy, được chưa? Còn grocery đó chỉ đơn giản là bán một thứ đồ thôi, hiểu không? Đâu, Vinmart vẫn có mấy cái không bán mà, làm gì bán mấy cả lúc xưa nó sống. Vinmart đã có đồ chơi sống mà, cá hồi đó. tươi anh toàn mua đấy, đúng không? Railway station là gì nào? Đâu. Railway station là gì? Trạm xe lửa đúng không? Trạm tàu ấy. Nào người giao đến người giao, Art Gallery là gì người giao ơi? Biết không? Kỹ thuật đó. Triển lãm tranh. Office box là gì đây? Có lẽ gallery triển lãm rồi. Đúng rồi. Còn nơi trưng bày triển lãm ấy. Office block là gì? Nó là gì? Khối văn phòng. Ok không? Residential area, từ này biết quá dễ. Nào, từ này là gì ở kia, thử đoán xem nào. Em vừa học trên từ resident đúng không? Nó là gì người, nó là người gì? Hả? Nhìn thẳng ở phía trên. Nhìn ở phía trên ấy, trên cái tờ của em ấy. Thế thì resident chưa, làm cư dân chưa? Là khối phòng. Khối văn phòng. Ừ. Thì có phải là residential area đây anh dịch có nghĩa là đây sẽ có nghĩa là khu dân cư không? Đúng không? Public transport là gì đây? Không phải. Là gì hả Khánh, nhớ không? Chính xác, chuẩn rồi. Giao thông công cộng, tiếp. Pavement là vỉa gì? Vỉa hè, ok. Quiet street là con phố. Quiet street là con phố gì? Đi em. Pavement đó, vỉa hè em ạ. Quiet street là con phố yên tĩnh, được chưa? Quiet street phía yên tĩnh, còn a busy street là con phố ồn ào náo nhiệt, được chưa? Nào nhìn cái nốt cái phần này, sau đó phần kia về thử tự làm lại một lần nữa xem có nhớ trong trí nhớ của mình không, được chưa? Đâu. Nào anh hỏi tiếp này, unemployment là gì còn nhớ không? Quên hết rồi, thôi xong. Thất nghiệp. Nào, poor living condition là gì em ơi? Kìa đây không ghi vào đi. Poor living condition là gì? Điều kiện sống nghèo nàn đúng chưa? Đúng này sẽ có trên memrise hết nhá. High cost of living là gì? Cái này đi thi đấy. Đây. Nghĩa là gì? High cost of living là gì? Chi phí sống cao đúng chưa? Nhìn tiếp. Urban sprawl là gì đây? Hả em? Là cái gì? Hả? Phát triển đô thị đúng chưa? Đúng không? Nào tại sao là gì đây? Deprivation là gì em ơi? Tước đoạt. Đúng chưa? Homeless là vô gia cư đúng không? Homeless là cái sự vô gia cư, ok chưa? For living là Ok không? Đi không? gì? Chi phí sống cao, được chưa? Hai đúng không? Tưởng for là nghèo mà. Poor là cái gì em? For là nghèo mà. À, poor living condition á, điều kiện sống nghèo nàn. Hai crime rate là gì đây? Tỷ lệ tội phạm cao đúng chưa? Đúng không? Ủa đẹp gì đây em ơi? Hai cost Unsafe. of living là gì? Chi phí sống cao về ghi em ơi. No go area là gì đây? Vùng cấm đến đúng chưa? Hoặc là không an toàn, ok không? Ơi, cứ hỏi anh lại thôi. Từ nào? Unemployment thất nghiệp. Thôi ai không ghi từ nào về nhà sẽ gửi trên SH nhá. Rush hour là gì nào? Từ này sẽ là gì đây? Giờ cao điểm. Rất nhiều từ. Hai từ này bao gồm cho em cả học kỳ 1 đấy. Hai topic để cover cả học kỳ 1. Tất cả từ có biểu trong trong cái thời này thôi. Nhìn tiếp, overcrowding là gì đây? Trong trường trong giờ cao điểm thì nó thường làm sao? Đông đúc. Được chưa? Đúng không? Traffic congestion là gì? Đây là tắc nghẽn giao thông. Được chưa? Được chưa? Congestion cũng là tắc nghẽn giao thông. Rồi, anh sẽ về nhà sau, anh vệ sinh nhà nhé, cho em một câu chuyện về về các đúng từ Thôi, này. thôi, 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 Nhá, một câu chuyện về đúng từ này, các em đọc để các em nhớ rất nhanh. Để về dạy các em cái này. Exhaust fumes là gì nào, biết từ này không? Không phải, đây là thải, khí thải ra đúng không? Được chưa? Rồi, cũng là climate change tài mất trình. là thay đổi khí hậu. Ok. Em từ này là gì? Climate change, thay đổi khí hậu. Ok. Overtime là gì anh? Overtime, overcrowding á, quá đông đúc. Thôi thôi đi, kiếm một đồ chơi về đây. Overtime. Quá giờ. Nào, 43 từ. Anh nhận thấy rằng các em đã quên hết.
nhiệm vụ quan trọng về nhà phải học lại với tôi nhá. Rồi anh sẽ đăng này lên cái đấy luôn, đã bắt đầu chữa này. Cái này mày đi đâu đấy? Sao mày cứ đổ, mày chưa ra đủ nước à? Nào bắt đầu chữa này, mở tranh cái đề giữa kỳ của trường Thanh Nam. Mở tranh đề giữa kỳ của trường Thanh Nam. Anh vừa phát. Nào. Câu hỏi 1. Anh sẽ chữa cho toàn bộ câu này, anh sẽ chỉ ra lỗi sai của Kiệt và Khánh trong cả trong những câu này nhá. Chung quy là các em làm bài đợt này chung quy là hơi không tốt. Thanh Nam cơ mà. Mày tìm chữ Thanh Nam cho tao. Mày chữ Thanh Nam chưa? Tao hỏi nhiều. Đề thi Thanh Nam khác đề cương Thanh Nam có hiểu không? Khoa ơi. Khoa. Ngồi dậy. À. Đứng nào là bài tập của tao đây. À. Khánh à. Khánh đâu rồi ạ? Bài tập biến là nó. Cái đề mà em sai anh biết không ạ? Tập nào? Khánh à. Thanh Nam. Đây là đây này. Nào của em lên phát cho em đấy. À, em có rồi cái gì em có chưa làm cái đề phạm, Phạm Tuấn Kiệt này đã bảo của Thanh Am mà đề thi giữa kỳ trường Thanh Am ấy gì có anh vừa phát đấy anh ơi xe ba đề kiệt này ba tớ này chúng mày cầm cái gì nhỉ Thanh An đây á đây là Thanh đây đây là người ghi rồi em ơi, mệt quá. Nào. Thôi hiểu sao anh ra dịch cho chúng mày học từ cho nó chắc. Một tuần cuối ôn cho chắc vào nhá để có đi thi cho tốt nhá. Ăn Tết, ăn Tết ngon lành nhá. Mẹ. Ừ, thì chả là một tuần cuối. Thứ mấy thi? Thứ ba. Ờ, thứ ba sao thi á? Thứ anh cơ mà. Thứ ba là sao á? Thứ ba thi à? Thế còn thôi, mày quá. Anh không quá quá cái kia nào nhìn ôn gấp này. Chưa rất nhanh nhá. Bắt đầu mở từ Thanh Nam ra. Nào. Anh hỏi câu 1. Câu này rất dễ đúng không em? Được chưa? Câu này là gì đây? Column đúng không? Frog này study adult đi âm ái có lẽ đáp án sẽ là A chưa? Ok không? Câu 2 nhìn nhanh có phải đáp án sẽ là B không? Câu này thì anh không có gì phải chữa đúng không? Kia tôi không phục bạn thôi đúng không? Đâu. Câu 3 đáp án là gì nào? Câu 3 Khánh sai. Nào có nhìn được ra không? Em chọn đáp án là D. Và B sai. D ngoài. D sai nốt. Anh bảo rồi. Dùng mẹo của anh đi. Nào. Dùng thế nào? Anh hỏi câu này thằng nào động từ? Thằng nào động từ? Đúng. Thằng embroider này có nghĩa là gì? Thêu. Danh từ điêu khắc. Đấy. Có đúng không? Thế có đúng nó sẽ đáp án là sẽ là C không? Từ chưa âm 2 hoặc là âm 1 chưa? Thằng nhìn tiếp câu số 4 đáp án là gì đây? Hả? Program âm mấy? 1 đúng chưa? Postman cắt giờ 1 anh hỏi đáp án B anh dạy chưa? Bắt đầu bằng chữ O không bao giờ chính nó đúng không? Bắt đầu 2 đáp án là B chưa? Ba đáp án sẽ là D, A, C, động từ theo. Ôi em. Động từ hai. 4B đúng. Động từ hai sẽ chọn âm hai. Nào anh hỏi tiếp câu số 5. Gì cơ? B, ok, câu này tất cả đều đúng rồi. Câu số 6 lại có người sai. Là Khánh sai. Khánh khoanh vào từ giác. Em mà đi vì cầu tu ớt rồi gì? Em nào không chắc? Phải là answer đúng không anh ấy? Nó là gì hả Khánh? Đính xác, từ để hỏi cộng tu vớp đúng không? Ừ, chuẩn chưa? Nó kia nó sâu tính tự giác đúng không em? Nhìn tiếp cho anh này, câu tiếp theo. Nhìn tiếp, câu số tiếp là câu số 7, đáp án là gì? Câu này có vẫn có người sai được. Không hiểu. Hả? Phải là grow gì? Grow up đúng không? Đúng sai về nghĩ không? Để trận này không hề dễ đâu nhá. Bây giờ Thanh Nam để rất sát luôn. Nào, câu này hầu như đều đúng này. Much better, câu này hầu như đều đúng. Tiếp theo này, đúng không? Có phải anh dạy làm mắt thêm vào để làm mạnh thêm cái từ đấy không? Rồi tiếp.
Nhìn tranh tiếp về câu tiếp theo là câu số mấy nhỉ? Câu số 9 à? Câu số 9 thì vẫn có người sai. Câu 9 đáp án phải là gì đây? Nó phải là weaving là thêu đúng không? Được chưa? Molding là gì em ơi? Molding là dệt. Weave là dệt. Bamboo basket là cái giỏ bằng cái nan tre ấy. Em có hiểu không? Cái basket là tre không? Khánh chọn là gì đây? Ơ để giấy cho, em để giấy cho Khánh cho. Nào, Khánh chọn ở đây là đáp án là Khánh chọn đúng mà. Ơ? Anh hỏi. Nào, bây giờ anh hỏi những từ này là anh dạy rồi, anh hỏi. Ôn từ này, ôn từ bài kiểm tra. Anh hỏi, nào, weave là gì em ơi? Weaving là gì nào? Cái là dệt. Được chưa? Molding là gì? Molding này là khuôn. Kiểu khuôn gì đây? Kiểu khuôn hình tròn, hình vuông, hình tam giác đúng không? Khác là gì em ơi? Đúc. Khác gì nhau? Thằng cast này là em phải kinh nghiệm em làm khuôn cả cái vàng ấy là em phải đun cho vàng nóng chảy ra thành chất lỏng đúng không, em đổ vào đúng không, hiểu vấn đề không? Còn cái thằng embroider là gì đấy, thêu đúng không, thì cái này phải là dệt đúng chưa, ok chưa? Rồi tiếp, nhìn tranh tiếp, cái từ tiếp theo là câu số 10 nào, traditional sculpture đúng không, đúng không? Cái này là gì đây, cái này là gọi là điêu khắc đúng không? Ok, này đều đúng này. 12 thì 11 sẽ là the after, không ai sai. 12 sẽ là B, không ai sai này. 13 sẽ là rồi, câu này rất dễ có người sai nhưng mà được trộm vía là không ai sai. Câu này đi thi cẩn thận nhé, vì chủ ngữ nó là một loại là nó là vật nên nó phải là được truyền lại đúng không? Nó là C. Câu 4 đáp án là because, ok, câu này không ai sai. 15 có người sai này. Nào, bây giờ câu 15. 15 15 là ai sai, Kiệt sai, Kiệt chọn là C. Được chưa? C là sai đúng không Kiệt? Tại vì đây là nó là vật đúng không? Nó phải được thành khuôn đúng không? Câu số 16 ai sai đây? 16 là nó phải là A chứ em? Bị động chứ? Có đúng không? 16 là bán là ai đây nhỉ? 16 là don't know how to đúng không? Làm cái này vượt qua, ok, không ai sai này. 17 có người sai. Đây, câu này Khánh sai, anh không hiểu sao Khánh chọn câu đấy luôn. Bạn nhìn rất là tuyệt ngày hôm nay, tôi rất thích kiểu tóc mới của bạn. Khánh chọn cho anh, Khánh chọn đáp án B. Thật đá. Cảm ơn. Kiểu sững sờ ấy nhỉ. Nó phải là gì hả em? Nó phải là A đúng không? Ừ, rất là bạn tuyệt khi nói điều này đúng không? Em bảo là anh ngu mà, anh là thật á. Cảm ơn, đúng chả không biết. Đấm mày trận người. Cái xa ai này không bao giờ dính nhá, cái xa này nhớ này, khi hỏi kiểu này kiểu là kiểu coi thường người ta, kiểu thật đá. Mày dám mà tao thế à? Kiểu không? Ý là thế. 18 này. 18 thì đều đúng, congratulations này. 19 turn up xuất hiện đúng không? Xuất hiện thì đều đúng, xuất hiện thì bằng là arrive này, be careful rồi, be careful đứa sai tiếp. Nào, thằng Khánh chọn câu này là chọn đáp án look after. Nào anh hỏi look out, look out đúng không? Anh hỏi nào, anh dạy cái này rồi đúng không? Look up là gì hả Khánh? Look up là gì? Tra cứu đúng không? Từ điển đúng không? Look after là gì? Chăm sóc đúng. Look for. Tìm kiếm đúng không? Thế còn look out. Coi chừng. Look chào đúng chưa? Quát chào đúng không? Cái gì rơi kìa đúng không? Nào go on là gì đây? Con này Khánh lại sai tiếp. Return đúng không thì anh? Go on là gì hả Khánh? Return. Return là gì? Quay lại. Hay là khác thì có liên quan gì tiếp tục không? Đó. Có mà. Tiếp tục đây không phải tiếp tục đi, nó tiếp tục làm việc gì đấy đúng không? Nó khác hoàn toàn việc là em quay lại, hiểu vấn đề không em? Câu này là xem thằng nào đây? Câu này là thằng Kiệt đúng câu này, à đúng nhỉ? Sai đúng. Câu này cả hai thằng đều sai. Đúng rồi. Continue rồi tiếp tục. Em đây đúng mẹo dậy không? Nhìn hai thằng này nó tránh với nhau chưa? Đấy là nhớ nhá, không áp dụng mẹo của anh, toàn bộ phải là nó là cái cầu nối. Em bám trụ cuối cùng thì em thấy nó khó quá, không phải là cái áp mẹo rơi vào đâu nhá. Nhìn tiếp, argue lại cái thằng sai tiếp câu này, đó là Kiệt. Argue là gì? Ghi tranh, argue là tranh cãi đúng không? Argue là tranh cãi, chuẩn chưa? Nếu là tranh cãi đúng không thì nó sẽ phải là
Get on with đúng không? Hòa hợp đúng chưa? Đúng không? À. Tiếp nhìn cho anh này. Câu tiếp theo là câu số bài đọc. Bài đọc thì anh gửi khi sao? Là anh đọc trước bài đọc luôn nhé, vì là tự làm này. Anh hôm nay muốn chữa nhiều thứ về chủ thứ ba ngày thi rồi. 23D, 24B, 25 là A, 26 là C, 27D phải học từ này luôn. Nào đọc lại nhá. 22 á, 22 là B. Ok không? Hòa hợp đúng chưa? 23 đáp án là D, 24 là B, 25 anh bảo khoanh tròn câu 25 này, vì câu 25 là có từ infer, infer là hiểu gì từ bài đọc. Khi gặp câu này luôn là phải làm cuối cùng. 25 là A, 26 là C, 27 học cách từ này, phải học từ này nhá. Impact bằng effect, được chưa? Nghĩa là ảnh hưởng. Rồi 28, nếu bài này, nếu mà thứ ba cho bài thi á, 80% cho mình nhầm. Tại sao? Đây là học từ không kỹ. Nhìn này, ngày nay đúng không, học sinh gì gì đấy, những bài kiểm tra đúng chưa, những thằng nào mà không nhìn kỹ, một auto sẽ chọn revenge, đúng không? Cụ thể là Khánh, đúng không? Nhưng prevent form là gì hả em? Nó là gì? Bản thân nghĩa là gì? Nó là ngăn chặn đúng không? Ờ đúng không? Vậy câu này ở đây để kiểm tra. Không. Vậy nó không phải là prevent, nó phải là gì? Suffer form. Người này là chịu đựng đúng chưa? Đúng không? Tức là nó chịu đựng những cái cơn stress đúng chưa? Nhìn tiếp này. À, tiếp theo câu số 29 là gì đây? 29 là pressure đúng không? Tức là áp lực này. 30 này là to gì đây là to proof. Cứ chữa này cái này đã, cái đề đọc này hơi khó đấy nhá. 31 là đáp án là again. Và 32 là school gì đây, là school report, là cái bản báo cáo. Rồi, mình nhìn câu 33 đi. Nào 33, bắt đầu nhìn câu 33 này xem đứa ra sai nhá, những câu dưới này không được phép sai. Nào 33. Rồi đúng, câu 1 đầu tiên đúng là inspired, ok, tốt. 34 cả hai đều đúng, tốt. 34B được. 35 cả hai đều đúng, tốt. Là A này. 36 thì là đáp án là D, cả hai đều đúng, tốt này. 37 đáp án là B, ok, how to solve đúng không? Rồi, tốt. Câu 38 một đứa sai. Nào 38 thằng nào sai đây? À Khánh. Tại sao lại sai câu 36? Ba tám chọn đó là B nào? Thế B khác gì A? Nhìn nào, B khác gì A? Chính xác, lỗi sai đấy. Đọc lại câu này nhá. Bố con này không đi làm thứ sáu bởi vì bị ốm, hay là kể từ khi bị ốm? Nghe câu này. Cái câu này ý, Nghe. Câu này nó có rất, câu này anh bảo này rất nhiều đứa là bị sai câu này. Nhìn khoa câu này, nếu mà gặp cái chắn là em sẽ sai. Cái này phải dịch câu này ra thứ nhất này. Điều đầu tiên anh sẽ không chọn đáp án B, bởi vì đâu đầu tiên này em có thấy last Friday ngay vế đầu không Bảo Khánh? Có thấy không? Đúng chưa? Đúng, mày nói thế đúng chuẩn rồi. Nhưng câu này phải dịch theo cái tầng nghĩa của nó nữa, đúng không? Là ông ta không đi, cái này nó là giải thích đúng không? Cái mục đích của thằng xin này liệt kê ra để mô tả cái khoảng thời gian đó, đúng không? Vì xin nghĩa là kể từ khi đúng không? Nên muốn nhấn mạnh khoảng thời gian, hay là muốn nhấn mạnh là bởi vì ông này bị ốm. Thì câu này là nhấn mạnh bởi vì ốm sẽ mạnh hơn đúng chưa? Và thằng xin giữa câu sẽ là bởi vì nó sẽ phải là A nhá. Được chưa? Ok không Khánh, có ok không? 39 là 40 ok, 39 thì nó sẽ là A và 40 sẽ là D, ok. Được. Mở cho anh đề cương của cô em ra này. Mở đề cương cô ra anh chữa luôn. Revision đấy, anh vừa phát đấy. Nào. 40 là gì ạ? Đi con. 40 là gì? Cái đọc của anh cái người tắt này đấy rồi. Ừ. Đọc anh cho bạn cái. Nào. 40 nhá. À đề revision 2 này. Kiên làm cho anh cả bài số 3 la mã bắt đầu. Cái đề của em sao á? Đúng rồi, làm luôn.
Bắt đầu câu 1. Where. Một que, ok. Câu 2. If, ok. Câu 3. Because 4. Và câu 20 tiếp. Rồi ấy. Tốt. 21. Toát tốt. 22. Server ở ngoài ô đúng chưa? Đúng tốt, nếu swap phải swap to verb đúng chưa? Tiếp con số 23. Lại rồi, chữa rồi. Đáp án gì à Kiến? By far. Tốt. By far nhấn mạnh của so sánh nhất, chuẩn luôn. Còn mắt nhấn mạnh so sánh hơn. Tốt. 24. Second. Anh hỏi thật có chung cái đề đầu tiên anh cho. Tập đồ đầu tiên ấy, second. Cái gì giờ mốt? Ông của tôi là người như nào đấy đúng không? Ông kia là người giá nhất thì ông này là người thứ hai đúng không? Tiếp, con 25. Trong khi ở while đúng không? Đúng, chính xác, tốt. 26. Cái này có làm ấy. How was I? Sai. When? Who? Có chọn được gì mà ba cái được sai đi em. Cái mấu chốt nào khiến em chọn đáp án U? Có thằng with ấy. Làm việc với ai hiểu không? Nó phải là who hiểu vấn đề không? Cô chưa là what á? Happy boy. Hello. Chẳng lẽ bảo là không bao giờ có không tu à ngu tu. Ôi trời ơi. Nào để em nào. Bảo đúng rồi, bảo đúng. Mà sao lại đúng không bảo là sai chứ nó. Thôi anh nghĩ của em sai đấy. Còn chửi là tại vì có không tu à ngu tu. Đây để anh đây để anh lên sách mềm nhá. Của bên sách mềm Việt Nam nhá. Đi anh. Chứ mình chỉ rằng là đây là sách mềm này. Nào. Đây, sách mềm đúng không? Đâu rồi? Đây, hu. Đây, đáp án nhá. Cô em sai nhá, lên đây. Lên đây, cô em sai nhá. Lên. Đúng đây là sách mềm Việt Nam chưa? Đúng sách mềm không? Đúng chưa? Sách mềm thì trang sách cứng đi. Đúng chưa, sách mềm này không? Cái trang này là trang của bộ nhá. Đây, đáp án U đây. Đúng chưa? Cô chữ sai à? Cô cho em sai nhá, cô em chữ sai nhá. Được chưa? Rồi. Thế cô chửi thằng Đạt rồi, làm gì có hú tu. Nó phải liên quan đến work with chứ liên quan gì hú tu. Tôi nghĩ là nghỉ mắt. Phương án đúng đắn. Nào 27 là gì nào? 27 là gì em ơi? Working in a place full of nào ghi trên học từ này, học từ hustle and bustle đây là. Bật anh ở trên. Không, bật 4 giờ thì có mạng. Bật anh thì mất mạng. In a place đúng chưa? Full of đúng không? Thì sống anh ở một cái nơi đúng không? Mà đầy ít. Anh câu nào ấy? 27 á, 27 đây anh chữ 27 đấy. Chọn gì em ơi? Cái này anh chữa rồi. Chăn cưu vào học xong. Đúng chăn cưu vào học không? Yên bình chưa? Thế ngôi làng yên bình và ngôi làng như nào nữa? Ugly. Làng sao lại xấu ở ngoài? Làng như nào nữa? Picturesque chưa? Đẹp như tranh vẽ của hướng từ này không? Cô 28 đã chữa trước xong. Vừa chữa sức mồm. Đúng, đi ra đeo. Phủ phủ vừa học xong đúng không? Cái đất ở trên người ta đứng ở đấy, người ta bảo người ta chiến đấu nhớ. Học kia, người ta chiến. Hả? Con Black. Con Black. Nhìn thấy, thầy nhớ con này con Black.
Mình cười quá. Em chọn là facility. Sao cô làm toàn theo cảm tính nhỉ? Anh cho làm hôm trước rồi mà sao còn theo cảm tính thế? Nói chơi vừa chữ rứt miệng xong. Complex là sai. Complex là phức hợp, tức là nó là một khu nhiều thứ đúng không em? Thế từ wooden không? Thằng này là gỗ đúng không em? Có đúng chưa? Vậy nó phải là structure chứ, đúng không? Cấu trúc chứ. Nào, câu thứ 20. Vừa dậy xong. Vừa đọc trong từ. Đúng, sách tắc lơ chuẩn. Phong cảnh em ơi. Vừa học scenery trong từ cái vừa đọc cho xong. 31 nào. Chúng ta đề của trường giao là sát phết đấy nhỉ. Nhờ, đề của giao hết đấy. Đề của trường giao đấy. Thì đây mình về chỗ để mày làm bài đi kia. Không, à. Không, không. Đây cho em này. Này em đưa nút đi. Nghe thì em cũng nói cơ. Ý mày anh cho mày ăn. Đúng không? Tình cảm là cái tình cảm. Ơi. Ta không biết Khánh ơi, mày đang chữa bài sao mày cười áo sợ ố là gì hả Khánh? Cho tao một cái nguyên nhân. Nào, câu số 31 là gì em ơi? Hả? Hả? Anh hỏi câu số 31 là gì? Đáp án là? Nhớ được chữ cái này không? Major, ok. Tiếp. Tiếp đi em, đúng rồi, major chuẩn đấy. 32 nào. Major là thế. Những cái phương pháp đúng không để bảo vệ các di sản văn hóa. 32 là gì chứ vừa chữa xong. Sao Khánh bảo là câu này anh chữa rồi ý. Ôi hôm trước nó mồm to nó bảo ta là câu này anh chữa rồi. Sao giờ nó lại là không nhớ. Ta bằng SOS. Located được chưa? Nằm cái tên này thực ra cái chữ này nó hơi khó anh chưa dạy em, cứ nhớ cho anh Located nếu vào câu này nhá. Nằm giữa bãi biển được chưa? Nào câu này dạy chưa? Đã bán Complex đấm cho phát. Ta vừa chữa hôm thứ ba xong em đã quên rồi. Cái này này khác mẹ thịt kèm. Y hệt đúng không? 34 Try to. Nào 33 là Complex rồi. Đúng, anh xem vào diễn đúng chưa? 35. Đấy, chữa rồi. Đã bán đúng vào đây người phát. À gender. Cái gì? Generation. Đúng rồi, thế hệ. Có thế extended family không em? Đây là gia đình gì à? Kiệt. Gia đình thế hệ. À? Đa thế hệ thì phải nó là thế hệ đúng không? À. 36. Beautiful gì? Ta bó tay. Vì sao ơi? Rồi sao? Câu này là gì em? Sao mày chữa đề cư trên lớp mày không biết hả sao? Mày biết cái gì? Đây là gì ấy? Thế thì mày không chữa thì mày làm cái trò khỉ gì? Tôm hùa à? Nhìn lại câu này. Câu này sẽ phải đáp án sẽ phải là beautiful setting. Một cái nơi, đúng không? Setting là mẹ mày. Cài đặt ở đấy. Setting này thì mình có thể hiểu là không phải gì là cài đặt em ạ. Nó sẽ là một cái thôi mà không chơi game mà người ta đảm bảo chỉnh setting nha. À. Nhìn con này biết sao, nhìn này đọc kỹ nhá, con này đọc kỹ là chết luôn. Thấy tự in không? Có. Tức là chùa được đặt trong một cái khu như nào đúng không? Chứ không phải ngôi chùa là một cái gì, hiểu anh nói không? Hiểu không? Vậy nó phải là một cái khu mà đẹp đúng không? Được chưa? Vậy là khu đẹp thì chắc chắn thằng Tower là loại đầu tiên. Được chưa? Thằng Set loại luôn. Thằng Space là không gian. Đúng không? Nhưng nhìn. Tại sao không chọn thằng Spaces? Tư duy một chút, tại sao không chọn? Tại vì nó là không gian. Không phải nhìn kỹ câu đằng trước. Tại Beautiful. Không phải. Trước trên Beautiful có chữ gì? Ờ là ít hay nhiều?
nhiều mà lại spaced à? Đúng chưa? Đấy chỉ còn lại một từ gì thôi. Setting nó là cảnh chưa? Nhá. Cài đặt mà ông này dạy lão. Nó là cảnh khổ quá. Nào, 37 đáp án là đọc luôn. D đúng không? Là check chưa? Đúng không? 38 đến 45 đánh chưa hết. Setting đã bảo rồi, không tin Google, khổ quá, nó có nhiều nét nghĩa. Nào 38 đến 45, Khánh nào, 38. Cái này chữa rồi mà. Sao bây giờ chữa lại đi xem biết làm không? Ừ. Thế sở đô đinh thành gì? Sở thành gì? Đô đinh nghĩa là gì anh hỏi? Đô đinh nghĩa là gì? During là trong khi, đúng không? Được chưa? Nhưng không ai dùng trong khi cả, cái này người ta phải dùng từ while ở vấn đề không? Nào. Được chưa? Người ta phải dùng từ while trong cái chỗ này, vì nó là mình đình chỉ thời gian, là 39 nào. Thành gì? Để cười đi thằng em thôi. Thật không? Thật nó. Hôm nay nó sinh ra nó lừa những chiến thần như kiểu chiến thần Khánh. Nào chiến thần Kiệt nhìn con này cho tôi. Làm rồi tôi chữa rồi đó. Vâng ạ. Đáp án là gì ạ? Nghe này, chúng mày đừng để bị lừa những câu dễ như này. Nó thật anh giảng những câu này, anh giảng chúng mày xong anh mẹ quên anh rất là bất lực. Thằng Khánh nhìn vào. Không phải. Bây giờ Khánh nghe em giải thích nhá, anh hỏi em này. Ủa thì ơn ơi, đây không phải là cảm xúc đúng không? Thì ơn ơi hoàn toàn đúng, không hề sai. Được chưa? Thằng phải S này là sở hữu cách, có nhớ không? Anh dạy bài sở hữu cách nhớ không? Parent phải S là nhà của bố mẹ đúng không? Thì village phải S cách là phong tục của ngôi làng này đúng không? Như anh hỏi, cái làng này nó bị thay thế hay nó thích thì nó thay thế? Nó thích thì nó thay thế. Có thấy chủ ngữ là vật không? Đó. Vậy con em phải là sai ở C không? Thành là have been replaced chưa? Có đúng không? Nào 40 dễ rồi, nào nhìn nhanh 40 không làm được thì thôi đấy. Thành là ok tiếp 41. Kiên nhìn luôn em ơi. Nào chuyển thành gì? Hả? Hả? Nó phải sai ở D chứ. Nó phải là tính từ sở hữu đúng không em? Ví dụ như kiểu là my book, my pencil đúng không? Nghe anh hỏi này. Sau thằng ợp này có bao giờ là một câu không? Có thấy ít đi phẻ kìa, ít đi phẻ là một câu không? Có thấy không? Có thấy chưa? Đây nó phải thành là ít phẻ S đúng không? À is kiểu is ITS ấy, viết liền hiểu vấn đề không? Thằng này giống như kiểu hơ hau ấy, cả hít sau nhớ không? Nào tiếp. 42. B trở thành bút đúng không? Cái này dễ quá. 43. Going đúng không? 44. Nhìn cô ta đấm luôn đấy. Đúng. Bỏ gì? Ok. 45. Chốt. Anh chọn gì em ơi? Thế đáp án là gì? Em chọn là gì? Em chọn A là em chọn sai rồi em ạ. Phải là B chứ em. Chuyển thành gì? Chuyển thành gì? Chuyển thành bút chứ đúng không? Ok. Là bài dưới nào generous là dậy rồi. Nghĩa là không phải. Anh nói thật nhé, cái đúng này để trùng hết trong cái tờ đầu tiên anh cho các em đấy. Là cái tờ bao cái hào phóng. Đúng rồi, cái này là hào phóng. Thế hào phóng tờ này bằng từ gì? Hai là tốt bụng mà. Hào phóng tốt bụng là một. Nên không liên quan.
Anh hỏi thằng Pha đó, con số 3U6 là gì hả em? Tôi cho anh trả lời. Sao tao trả lời, tao trả lời được chứ sao không trả lời được? Amicable thân thiện này, min là kiểu như kiểu là đủ kỵ, kai là tốt, phải là hospitable hiếu khách đúng chưa? Hiểu vấn đề không? Có biết cái ngành khách sạn không? Nó là hospitality hiểu vấn đề không? Cái là ngành hiếu khách, ngành rất thân thiện đúng chưa? 47 landed bằng. À, trái nghĩa à? Trái nghĩa đáp án là gì? Min. Đúng, trái nghĩa là min. Anh nhìn nhầm, mình nhầm, nhìn nhầm. S O N. Ôi, bỏ ngay đi, bỏ ngay đi. Landed bằng em ơi. Tốt bom. Gì? Tốt bom. Nó là cấp gì? Cấp cái. Ok, tốt. 48. Dậy chưa? Cái trai áp là gì? Điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Họ đã bắt đầu một tình bạn không hề bất tình bạn rất là bình thường đúng không? Chẳng nghĩa là đi nhá, nghe này. Anh ơi. Bằng một cách bình thường đúng không? À, bằng một cách bất thường đúng không? Họ đã gì gì đấy một tình bạn bất thường. Tức là họ làm sao đây? Che đậy. Tức là hai thằng dở hơi, nhưng là vòng lý do dở hơi nào đấy chúng nó thể thành bạn nhau, hiểu anh hiểu vấn đề không? Được chưa? Vậy đang sẽ phải là give up chuẩn chưa? Hiểu không? Thế là mộng của anh give up là của mà. Try up em hiểu nó kiểu là tự nhiên bằng lý do nào dở hơi đấy hai thằng đấy chơi được với nhau hiểu không? Chúng nó chơi với nhau. Thành nghĩa là give up chưa? Bỏ ăn thì give up là bỏ. Ừ thì bỏ cuộc là chia tay đấy. Mẹ đi qua đâu? Anh chơi với nhau nhưng chia tay. Thứ trái nghĩa mà. Ơ. Giả lại nhá. Ngày thường này nói trước thì tự nhiên là tin nhở go on thì trái nghĩa là quay lại đúng rồi vì giờ mẹ nó chịu đứt cái đấy. Bây giờ anh hỏi thử nhá cái câu dịch này. Nhìn này. Sau đó đúng không? Cái điều kỳ lạ nhất đã xảy ra đúng không? Chính là hai cái thằng này đã nảy sinh một tình bạn bất thường, hiểu không? Thằng yêu như chuột là bất thường đúng chưa? Remain là giữ nguyên. Make up. Em hiểu là nó là nảy sinh đúng không? Nảy sinh một tình bạn bất thường, hiểu vấn đề không? Nảy sinh tự bỏ cuộc. Có phải là từ bỏ? Give up có nghĩa là một là từ bỏ hay là bỏ cuộc đúng không? Bằng có nghĩa từ bỏ không? Có chuẩn không? Anh chữa bài chỉ có chuẩn thôi, yên tâm. Đúng rồi. Có chuẩn không? Đúng rồi. Anh hỏi tiếp. He fail to get thì bằng là khá tốt. Rural bằng vùng. Nào thằng Hánh nào cô này. Không ai làm nhá. Ở Uban. Hope trái nghĩa. No hope, no hope em ơi. Ở câu này khó. Nào. Ủa, no hope là hết cứu quả. Ambition là gì? Tham vọng. Đúng không? Anxiety là cái gì? Lo lắng. Lo lắng đúng không? Hope là despair là gì nào? Expectation là gì nào? Hả? Học lại nhá. Police đúng không? Searching đúng không? The area đúng chưa? Với hy vọng tìm được cái người mất tích, hiểu vấn đề không? Ai có điều à? Ơi. Thằng kia đây sao mày cứ chơi cái trò bắn đứt bắn đục. Quá hả chấm. Hope là gì? Vậy hope chính là hy vọng đúng không? Trái nghĩa là despair. B từ đến thằng này nghĩa là tuyệt vọng. Đâu. B. Phải là tham vọng. Hope là hết cứu. No hope là hết cứu. Bó tay. Ok chưa? Nào, brought up bằng gì nào? Bằng Biden. Đấy, câu này đi thi. Mẹ mình. Bao nhiêu đứa sai luôn. Đúng rồi. Thằng grow cũng là lớn lên nhưng nó kiểu grow kiểu cây trồng ấy. Hiểu không? Nó phải ray thì nuôi nấng. Abort bằng vừa học trước sao? À, abort là bằng bắt bót. Vừa học trước sao? Oversee. Đúng, tốt. Oversee. Năm 1 gì ấy? Năm 1 là B, đau khổ mày ơi. Năm 2 là C đúng chưa? Năm 3 chúng ta vừa cho làm đúng không? À gì? Có đúng là oversee nước ngoài chưa? Abort là gì nhỉ? Nước ngoài, chúng ta vừa cho làm xong. Ghi luôn đi, nước ngoài. Đúng rồi, travel abort ở nước ngoài, ok chưa? Năm 4. Không biết cái đề ngô tự trùng cái đề này thật đấy. Nhờ. Được. Nào. Vấn đề này đúng không? Vấn đề này đúng không? Thay đổi từng giây từng phút đúng không em? Vậy câu này bạn sẽ phải là rất là nhanh đúng không? D rapidly. Câu này là nhanh.
Ô đi nhá, này may thi vào đúng này không làm được thì thôi đấy nhá, chịu luôn đấy. Kìa. Larry nào. Larry như thế nào đấy trong việc đọc tiểu thuyết đúng không? Đúng chưa? Mặc dù anh ta quên hết mọi lúc về absorb là gì em ơi. Đó là gì hả em? Đúng. Hả? Sao là obligé hả em? Là phân tâm. Nó phải absorb là bị cuốn hút đúng chưa? Đúng chưa? Anh ta bị cuốn hút vào đọc một câu tiểu thuyết mà chúng mà anh ta quên. Đúng rồi, interested. Nào, root là gì? À, hôm trước ta vừa nói là chúng mày đã nghe cái bài hát Why You Are Be So Rude chưa? Còn nhớ câu đấy anh nói không? Còn nhớ anh nói câu đấy không? Là bất lịch sự. Đúng. Sai nghĩa là bằng từ gì? Thằng Khánh bằng nghĩa. Đồng nghĩa thằng Khánh, bà Khánh và anh câu này là anh ơi phải là careless xứ. Anh bảo rằng Khánh là mày bị ngáo không? Vì careless là bất cẩn, đúng chưa? Ta sẽ phải là A chưa? Tao nhớ cuộc trò chuyện đấy diễn ra như thế nào? Mày quên danh thế. Bài gì ấy? Mình phải đánh đi, rút xong, đó đấy. Anh Why you are be so rude? Cái bài đấy là của cái nhóm nhạc. Hát cái bài Toxic. Không, anh không biết. Nào, 357 nào. Nào, Khánh làm câu này đi em ơi. Anh biết xem phim gì hình sự Việt Nam ấy. Có thiên tài phá án gì. Đang bó tay. 57 là Khánh ơi. Đúng. Tốt. 58 em. Đúng. Là em đấy. À, ok. 59 nào. Khánh luôn em. Gì cơ? Có ý định. Cái gì? Hỏi chấm. Nó phải là gì? Thằng này từng đi bộ vào buổi sáng. Thế bây giờ nó đi bộ không? Thì không, nó phải là C chứ. 60 nào, con này dậy rồi. Làm sai ông chém luôn. Đấy thì mẹ nào, con này 60. Kiệt ơi, nào Kiệt, thử đánh con này đi em. Kiệt. Đúng, em xem đi. Anh chữa lắm rồi đấy. À, em xem đi. Ây anh ơi. Mẹ. À, nó dậy phần này 3-4 lần rồi. Khánh, em. Tao không phải đi tâm về không chết thì ta sẽ nhảy luôn. Đê đê đê. Hả? Đê đê. Lại đi. Sao chọn giỏi nhỉ? Đê đê. Chẳng ba là sai. Tao khổ thật sự. Nào Khánh nhìn lại. Bê sửa từng lỗi sai một nhá. Anh hỏi A sai đâu? A sai thì đã ít xét thằng Mary chủ thứ hai thì không thể nào mà có thằng Giác thì vấn đề không? Vậy A sai, thằng C sai đâu? Ít đi xét thì phải có Giác chủ mũ bớt được không? Thằng B sai, thằng D sai đâu? Bỏ Giác, ra nó phải là B chưa? Thằng kia có được ý thức này không? Mãi không, tôi vừa dậy mày quên nhanh thế. Hả em? Anh hơi phục đấy. Nào câu 61. Hả? Nhìn kỹ câu này vào. Chính xác, ABC là đúng nhá. Nhớ này, đi thi, nếu mà đi thi, despise the fact that là cái câu là đứa nào không biết biến đổi thì despise the fact that em hiểu này, nó bằng từ ô dâu luôn, hiểu không? Hiểu chưa? 62, để dễ thế. 62. Nào. Cái này là sắp xếp lại câu của anh. Lại sắp xếp, đây là thêm từ em ơi. C.
Hả? À? Nào mình phân tích từng câu một nhá. Câu 1, câu D sai cấu trúc loại D chưa? C thấy thằng last year không? Thừa, C sai luôn chưa? Câu A sai đâu? Thấy next chưa? Đã next thì làm sao mà hết được pass? Vậy là B chưa? Ý loại 1 chưa? Sau 3 đáp án là gì nào? Hả? À, B này. Tốt, ước có thời gian để đọc sách thôi. 64. Thì ở bài này đi nhá, tôi đang chữa cho hết đấy. Không có chỗ nào chữa nhanh để cứ như tôi đâu. Anh có sai rồi, sai là nhau chưa? Anh thổ này, đi đến năm năm nay làm bài gì? Anh không biết. Ôi, anh làm sai rồi. Nào. Hai đáp án giống nhau chưa? 64, hôm trước anh vừa dậy dứt mồm. Anh đáp án giống nhau chưa? Thằng Khải anh nhìn câu D, nhìn câu 64 nhanh. Mày mày, mày... mày đã nhìn đâu mày đã câu A. Hả? Đúng. Thế tại sao A sai? Chả liên quan. Khác nhau điểm nào? Không. Này anh còn lưu ý ra đi, cái này đi thi ấy, nó hỏi cái anh rất sâu. Anh hỏi khi thấy thằng ghép và thằng hép đúng chưa? Thì phải cực kỳ lưu ý đúng không? Một là get hoặc là help somebody, đúng chưa? Nếu nó sẽ là gì đây? Chủ động sẽ là help somebody cộng verb đúng không? Đúng chưa? Tức là nhờ ai làm gì đúng không? Và get somebody to verb, ok chưa? Bây giờ chúng mày cứ nhớ vẽ cho tao nhá. Help somebody thì cộng verb. Get somebody thì cộng to verb được chưa? Nhưng nếu bị động nó sẽ phải là help hoặc là get something, tức là một cái vật đúng chưa? Và gọi phân thứ hai hiểu vấn đề không? Có đúng không? Tạm thời nhớ thế đã nhá. Còn thể trước thế anh để anh dạy sau. Chưa? Để anh dạy lại cái bài kia anh dạy sau kỹ hơn phần này. Anh hỏi này, câu A. Laptop là vật đúng cho em. Là vật thì không thể đáp án A đúng chưa? Đúng không? Không đáp án B đúng chưa? Vì nó là get somebody đúng chưa? Không phải là C D, nó phải là C chưa? Nó get something done vừa xong chưa? Ok chưa? Câu A khác nhớ thì câu D. Gì cơ? Ừ. Get và got. Đây, nào câu số 65, Khánh. Đi tính từ tu vô đúng chưa? Đúng chưa Khánh ơi? Có nhớ không đây? 66 là Khoa. Là bạn trưởng. D này. Nhìn cho nó kỹ vào ông ơi. D, D. Nào một ông D, một ông C. Nào ông Khánh A nốt cho tôi nhờ. Nốt A đi, mày nốt A luôn đi. Đi đi đi. Châu. À. Nào, Châu ơi, anh hỏi. Người sao? Ừ, người sao? À, người sao, người sao? Theo em đáp án là gì ạ? Dạ. Là gì? D à? B. Ta sửa từng câu một nhá. Câu A. This is cool. Sai luôn. Trên đời không bao giờ có cái thi này đúng chưa? Chuẩn không? Được gọi là nó phải bỏ, nó phải is cool lần A loại chưa? Đúng chưa? Anh hỏi các em này. B, C, D khác nhau ở đâu? Ở cái made. Make, made và what's made đúng không? Anh hỏi tiếp, chủ ngữ là vật hay người? Nó được làm tại đây thì nó là chủ động hay nó là bị động? Đáp án là gì? Đúng là D chưa? Có nhìn được ra không hả ông Kiệt kia? Nào, nhìn cho anh... anh chưa cho cái bài đọc này này. Ok. Hôm nay sinh nhật mẹ à? Thật á? Chết rồi. Chết rồi, nghỉ thôi, đi mua quà đi. Chết là cha. Thôi không sao, ta tặng nước hoa. Không sao. Ừ, không nên ăn ta cổ phạm. Ông có thích để ông đi ăn. Nào, bắt đầu nhìn khách câu bài đọc này.
Điều nào không phải Ivetic phát thăm gióp, nhìn cho anh nhanh. Anh chữa nhanh thôi, bên này tự đọc nhá. Anh vừa đọc lướt qua, anh thấy ngay đáp án sẽ là B. Được chưa? Ở đâu nhỉ? Ở B không? Ở B. Không phải là B nhá. Cope with là bằng deal with, được chưa? Giải quyết. Câu 70 anh vừa đọc nhanh thì nó sẽ là đáp án là gì nhỉ? Theo điện thoại đúng không? Likely to, khi mà sinh viên có tiền thì họ có mong muốn dùng tiền của họ vào việc gì? Đọc ê, từ từ. Lại lời giải hay đúng không? Hả? Lại ở trên lời giải hay đúng không? Nhỏ. Đợi anh bước qua phát. Đê đê cũng chưa may đấy quá. Đây là chữ của gia đình. Chưa may đấy. Tao quá. Em ơi, chết làm gì, khổ quá. A B B C C nhá. Ok. Rồi nhìn tranh đi. MP3 đúng không? Họ khi mà họ có nhiều tiền này, họ muốn những cái đứa rất ok. Chưa đã bán luôn nhá, về là tự đọc này, tự check này. 67B, 68B, 69B, 70B, 71C. Đấy, anh vừa chữa nhanh rồi đấy. Nào, bây giờ bài số 10, nhìn tranh nào. Đà Lạt đúng không? Line on Lâm Biên Plateau. Là cái gọi là cao nguyên Plateau đúng không? Ở trung tâm của cái vịnh Lâm Đồng này, cách 300m đúng không, về phía bắc của Hồ Chí Minh. Đà Lạt thành phố nổi tiếng về cái gì? Là em Reno City làm sao? Khánh ơi, mình nhìn Khánh ơi, tao cụp cho mình phát luôn. Thấy Đà Lạt là nơi nổi tiếng đúng không, thu hút đúng không em? Vậy câu số 72 là bản chất attracting nhá. Yên tâm không có đâu, tiếp đi. 72 là attracting. Thế từ known không? Known này là known được biết tới như là một thành phố của cây thông đúng không? Thì nó sẽ là as, ok không? Biết tới như là, ok không? Sau bài này đều có đáp án à? Ok chưa? Ok không? Tiếp. Đà Lạt được coi là rừng hoa với gì đây? Rừng hoa với những màu sắc khác nhau đúng không? Thì con này sẽ là different nhá. 3. Different. Anh em mày chữa chưa đây? Cứ ngồi mày cắt bánh thôi. À, nó là em, nó là cái từ điền ấy, thấy không? Điền từ bài đọc. Một là attracting nhá, hai là as, ba là different này. Câu 4 là gì nhỉ? 75 đúng không? 75 là flower đúng không? Có thể nhìn thấy ở tất cả mọi nơi đúng không? Vậy nó sẽ là anywhere. Thì anh đưa vào lại, anh vừa đọc, anh vừa làm luôn. Chúng ta có thể thấy Đà Lạt ở trong này, ở đúng không? Ở thấy từ above, chỉ có một từ thôi, in front of, chưa? Chứ ở trước. Thấy không? Chuẩn không? Đà Lạt này ok, Đà Lạt có cái gì đây nhỉ? Đà Lạt has. Ok, đây là so sánh nhất, chuẩn chưa? The widest chưa? À, để ý nhá. Đà Lạt, à, river and canal. Từ này thì anh nghĩ nó sẽ là river and canal. À, rồi ok, feel một vài. Được chưa? Feel một vài. Một vài là feel. Tiếp. Take tourist several day. Nào, có nhớ cấu trúc này không? Take time to verb chưa? Vậy có phải tiếp theo sẽ phải là to visit không? Được chưa? The water đúng không? The water ở đâu? The water it take này. The water it take. It take đúng không? The water, ôi, nước chảy xuống đúng không em? Nó phải là pour xuống đúng không? Vậy câu số 8 sẽ là pour. Được chưa? Ơi bẩn vãi. À nhầm. Cái câu mà tá 3 km ấy. Nào nghe chữa đi. Cẩm Lý đúng không? Cẩm Lý thì là 3 km from đúng chưa? Nó phải là from. Không, thôi ta chữa đã. The water đổ xuống đúng chưa? Và câu cuối cùng là câu so proud đúng chưa? Rất là tự hào đúng không? Ok. Này chưa được cái bài số 11 nào.
Thôi đổ đi. Sao mày đổ chậm thế? Chứ mày làm cái món béo gì ý? Mày rửa cốc hộ anh nhá. Thằng Kiệt đúng không? Mày chuyên gia tạo ra những cái món ăn mà tao không thể nào mà tao tưởng tượng được. Tao thử đi. Tao không quan tâm. Sao mày làm nấu ra những cái món mà tao không thể gửi được hết? Nào Kiệt ơi. Đợi nhanh lên. Sẽ nốt mấy bài dưới nhá. Rồi chắc là đi về thôi. Đúng rồi ra. Em đấm. Hả? Cái gì cơ? Đùa thế.